Cậu bé này đang ở trong lớp chơi đùa với cây bút chì. Lúc này, thầy giáo đặt câu hỏi, các em có biết ngôi trường này 100 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Dưới bục giảng không ai trả lời, đột nhiên cậu bé lại giơ tay, có người đã treo cổ chết ở nơi này. Nghe thấy lời này, tất cả bạn học đều sợ ngây người. Thầy giáo cũng cảm thấy bất ngờ, hỏi em nghe được chuyện này từ đâu? Cậu bé tiếp tục mô tả chi tiết về bãi hành quyết, nhưng thầy giáo hiển nhiên là không tin, nói nơi này lúc trước rõ ràng là tòa án. Thầy giáo còn nhìn ánh mắt kỳ quái nhìn cậu bé không thể chịu nổi nữa. Thầy đang nói lắp đấy, thầy Stanley, thầy giáo liền lặng người, không hiểu vì sao cậu bé lại biết bí mật của mình. Thầy giáo bước từng bước về phía cậu bé liền bịt mắt lại. Thầy giáo cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, câm miệng, em, đồ quái thai này. Thực tế, cậu bé không hề nói dối, sở dĩ cậu biết nơi đây từng là bãi hành quyết là bởi vì cậu đã tận mắt nhìn thấy những người bị kết án tử hình kia. Không sai, cô là một nhà ngoại cảm hiếm có. Những người chết này luôn thích tìm đến cậu, không chỉ ở trường học mà ở nhà cậu cũng không thoát nổi họ. Có nhiều lúc họ sẽ đột nhiên xuất hiện trong bếp, khóc than và để lộ ra vết cắt trên cánh tay của mình. Có những lúc họ sẽ đi qua đi lại trên hành lang, thậm chí còn mời cậu cùng đi chơi trò chơi. Hơn nữa họ dường như không biết rằng mình đã chết rồi. Quân bị cuộc sống như thế này giày vò đã lâu. Lúc sợ hãi, cậu bé chỉ có thể làm một cái lều nhỏ. Mỗi lần những linh hồn đến tìm cậu, cậu sẽ trốn vào trong lều, mở đèn pin lên, chiếu vào những bức tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu bên trong để vượt qua đêm dài tăm tối. Cậu bé không thể nói bí mật này với bất kỳ một ai. Cũng vì như thế mà cậu bị mọi người xem là quái thai. Đối mặt với những ánh mắt kỳ thị đó, cậu bé chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng vì thế mà càng thêm bị cô lập. Ngày đó, trong buổi tiệc với bạn học, cô lại bị bắt nạt. Cậu bé buồn bã ngồi lại vào một góc, chán nản nhìn lên trần nhà. Lúc này, một quả bóng bay màu đỏ đang bay lên đó. Cô tò mò đi lên tầng. Đột nhiên cậu nghe thấy trên gác xếp có tiếng người. Tôi thề với anh là tôi không ăn trộm ngựa của ông chủ. Mau mở cửa, nếu không tôi sẽ bóp chết anh ngay khi tôi ra ngoài. Cậu bé liền hoảng loạn, bởi vì đây đã không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng cãi vã quỷ dị này. Lúc này, mấy đứa trẻ dưới lầu phát hiện ra cậu bé, liền lén chạy lên lầu. Chúng giả vờ nói muốn chơi trò chơi với cậu bé, rồi nhân lúc cậu không phòng bị đã đẩy cậu bé vào căn phòng tối đó. Cậu bé không ngừng phát ra những tiếng gào thét. Mẹ cậu phát hiện điều bất thường liền vội vàng chạy lên lầu. Thế nhưng cửa đã bị khóa chặt, không thể mở ra. Côn ở bên trong gào khóc đến kiệt sức, cuối cùng không còn phát ra âm thanh nào nữa. Đợi đến khi mẹ ôm cậu bé ra khỏi đó, cậu bé đã ngất đi rồi. Người đàn ông này là một giáo sư tâm lý học nổi tiếng. Để khen ngợi những thành tựu của anh, thị trưởng đã đặc biệt trao tặng anh một tấm bằng khen. Anh và vợ đang tính ăn mừng trong buổi tối tốt đẹp này, nhưng ngay lúc này, một tên côn đồ đã phá cửa sổ đột nhập vào nhà anh. Anh vừa an ủi vợ, vừa nhắc nhở vợ báo cảnh sát. Nào ngờ tên côn đồ bỗng chốc bắt đầu kích động, hắn khóc và nói rằng mình từng là bệnh nhân của anh. Mặc còn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong phút chốc anh không thể nhớ ra chuyện gì. Anh đã quên tôi rồi sao? Người anh hùng, tôi đã đợi anh 10 năm rồi. Vincent, anh là Vincent Gray phải không? Mặc còn cuối cùng cũng nhớ ra bệnh nhân 10 năm trước của mình. Nào ngờ hôm nay anh ta đã biến thành bộ dạng thế này. Anh định bảo tên côn đồ hãy bình tĩnh lại, nhưng cảm xúc của hắn ta dường như đã mất đi kiểm soát. Anh đã bỏ rơi tôi. Anh đã bỏ rơi tôi 10 năm nay. Mặc còn không thể phản bác, anh muốn xin tên côn đồ cho mình một cơ hội bù đắp. Nhưng tên côn đồ đã nản lòng, hắn liền rút ra một khẩu súng và rồi. Bệnh nhân không thể hồi phục này khiến bác sĩ tâm lý vô cùng tự trách. Một năm sau, anh đã vô tình quen được một cậu nhóc. Cậu nhóc này dường như rất giống với bệnh nhân đã chết kia. Cùng là bố mẹ ly hôn, cùng là mắc chứng rối loạn cảm xúc và cũng là quái thai trong ánh nhìn của người khác. Mà càng kỳ lạ hơn là, trong những bức ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của cậu bé này đều có một ánh sáng kỳ lạ. Mà còn muốn tiếp cận côn vì muốn cứu cậu bé. Xem như là để bù đắp cho bệnh nhân đã chết kia. Ngày đầu tiên, anh đã đi theo cậu bé đến nhà thờ. Côn ngồi một mình chơi đồ chơi. Lúc này mà con đã chú ý đến những vết cào trên tay cậu bé. Nhưng Côn không muốn nói chuyện, liền xoay người bỏ đi. Ngày hôm sau, anh đã đến nhà của cậu bé. Vừa hay lúc này cậu bé mới tan học về nhà. Để mẹ không phải lo lắng, cậu bé cố gắng biểu hiện như một đứa trẻ bình thường. Nhưng đến khi mẹ rời khỏi đó, cậu bé lại khôi phục lại dáng vẻ bi thương. Tất cả chuyện này đều được mà con để vào mắt. Anh muốn khuyên nhủ cậu bé, nhưng cậu bé rõ ràng là không tin bất kỳ ai. Con lùi từng bước một, cho đến khi lùi đến cửa. Chú biết cháu đang nghĩ gì không? Chú không biết. Chú là một người tốt, nhưng chú không giúp nổi cháu đâu. Nói rồi, cậu bé thất vọng bước lên lầu. Nhưng mà con vốn không hề từ bỏ. Ngày hôm sau, anh đã đích thân đưa cậu bé đến trường. Và rồi, cậu bé đã thú thật với anh. Trong mắt người khác, cậu bé chính là một đứa trẻ quái thai hết thuốc chữa. Nhưng anh lại nói với cậu bé, đừng tin lời nói của người khác. Đó đều là những lời bịa đặt. Nghe được lời này, con kinh ngạc nhìn anh, cũng dần dần buông bỏ phòng bị đối với anh. Cuối cùng vào một buổi tối, cậu bé đã nói ra những lời trong lòng với anh. Cháu có thể nhìn thấy người chết. Cháu vẫn thường xuyên nhìn thấy họ à? Mỗi phút mỗi giây ạ. Đây chính là bí mật chôn sâu trong lòng Côn.
nhưng mà con lại chẳng hề tin. Anh cho rằng cậu bé bị mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, chỉ mình anh cũng không thể chữa trị được. Ngày hôm sau, anh đã giới thiệu với cậu bé, chú định sẽ chuyển cháu cho một bác sĩ tâm lý khác. Cậu bé liền bật khóc. Bác sĩ, chú tin vào bí mật của cháu, đúng không? Chú không biết trả lời ra sao câu hỏi này nữa. Chú làm sao có thể giúp cháu đây, nếu như mà chú không tin cháu. Về đến văn phòng làm việc, anh đã lật lại đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện của bệnh nhân đã chết năm đó. Nhưng lần này, anh đã phát hiện một vài âm thanh kỳ lạ. Khi anh vặn âm lượng ở mức tối đa, đột nhiên anh nghe thấy trong đoạn ghi âm xuất hiện tiếng nói của một linh hồn. Tôi không muốn chết. Anh đột nhiên hiểu ra, người bệnh nhân đã chết kia và Côn đều nói sự thật. Hai người họ không hề bị điên, chỉ là họ đã nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Anh lại lần nữa đến tìm Côn và nói rằng, chú biết phải giúp cháu thế nào rồi. Những linh hồn đó tìm đến cháu, có lẽ không phải là muốn hại cháu, mà là muốn cháu giúp họ. Cậu bé bán tín bán nghi, quả nhiên tối đó, linh hồn lại xuất hiện. Cậu bé sợ hãi chạy ra khỏi lều, nhưng lần này cậu lại nhớ đến lời bác sĩ nói. Cho dù đang sợ hãi cực độ, cậu vẫn đi qua đó, rồi từ từ kéo tấm vải màu đỏ ra. Lần này, người chết chính là một cô bé. Hôm sau, mà con đã dẫn Côn đến tham gia tang lễ của cô bé đó. Nghe nói cô bé này chết vì bệnh ung thư, nhưng cậu bé biết chuyện này chắc chắn là có ẩn tình khác. Nhân lúc mọi người không chú ý, hai người đã lén lẻn vào phòng của cô bé. Dưới gầm giường đột nhiên thò ra một cánh tay khiến cậu bé sợ giật nảy mình. Cô bé này chính là một linh hồn. Cô bé đẩy một chiếc hộp gỗ ra đưa cho cậu. Côn đã làm theo di nguyện của cô bé, giao chiếc hộp gỗ này cho bố cô bé. Bố cô bé mở chiếc hộp ra, bên trong có một đoạn băng. Ông bố xem rất nhập tâm, còn cho rằng đây chỉ là sở thích của con gái lúc còn sống. Thế nhưng, ống kính đột nhiên chuyển đổi. Một người phụ nữ đến đưa bữa trưa cho cô bé đang bị bệnh, lại nhân lúc cô bé không chú ý lén đổ thuốc độc vào đồ ăn. Người bố bỗng chốc bừng tỉnh, con gái mình thế mà lại bị mẹ kế hại chết. Là cô vẫn luôn hãm hại con bé. Ngoài cửa, cô lại đưa lại món đồ chơi mà cô bé tặng cho em gái và nói với em gái, chị gái sẽ luôn bảo vệ cho em. Từ đó về sau, cô không còn sợ những linh hồn nữa, mà cậu rất nhiệt tình giúp đỡ họ, thậm chí còn trở thành bạn tốt của họ. Quan hệ giữa cậu và thầy cô bạn bè cũng đã tốt lên rất nhiều. Trong vở kịch của trường, cậu cùng bạn học đã diễn một vở kịch rất sinh động. Nhìn cậu bé trên sân khấu hạnh phúc vui vẻ, mà con cũng mỉm cười tự hào. Anh hiểu sứ mệnh của mình cũng đã hoàn thành. Anh nói lời tạm biệt với cậu bé, cậu liền hỏi anh, chúng ta sẽ còn gặp lại phải không? Mà con liền trả lời, hẹn gặp lại. Mà con cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện và hài lòng trở về nhà. Khoảng thời gian này, anh đã dành hết tâm sức cho cậu bé, nhưng lại dần dần thờ ơ với vợ của mình. Thậm chí trong ngày kỷ niệm kết hôn, anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với vợ. Anh muốn giải thích cho vợ hiểu, nhưng vợ anh lại không cho anh cơ hội này. Ngược lại còn khóa chặt cửa phòng ngủ của họ. Hiện giờ anh cuối cùng đã hiểu ra và muốn bù đắp những nuối tiếc trong quá khứ. Thế nhưng khi anh về đến nhà, vợ anh vẫn như thường lệ nằm ngủ trên ghế sofa. Trong TV đang phát lại đoạn băng khi họp kết hôn, nhưng vợ anh lại trông có vẻ vô cùng bi thương. Trong cơn mơ, cô vẫn còn thì thào, vì sao anh lại rời xa em? Anh chưa từng rời xa em. Cô từ từ xoay người, một chiếc nhẫn liền rơi xuống đất. Đó chính là nhẫn kết hôn của anh. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải chiếc nhẫn còn đang trên tay anh sao? Lúc này, một phỏng đoán đáng sợ đã hiện lên trong đầu anh. Bọn họ không biết rằng mình đã chết, còn họ chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Mà con cuối cùng đã nhớ lại chuyện xảy ra tối đó. Thì ra sau khi anh trúng phát đạn đó thì đã ra đi ngay sau đó. Hiện giờ anh chỉ là một linh hồn mà thôi. Chỉ có cậu bé Côn có tài năng ngoại cảm mới có thể nhìn thấy anh. Chả trách sao vợ anh đau buồn như vậy là vì cô không thể nhìn thấy anh, mà cánh cửa phòng không thể mở ra đó đã sớm bị khóa chặt. Bởi vợ anh không hề quên anh. Cô đã một mình trải qua ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, một mình uống loại rượu vang mà lúc còn sống anh vẫn thích uống. Cho đến bây giờ anh mới hiểu được rằng vợ anh yêu anh nhiều đến nhường nào. Cuối câu chuyện, mà con đã nói lời từ biệt với vợ, mà lần này dường như vợ anh đã nghe được lời anh nói. Ngủ ngon nhé, em yêu. Ngủ ngon, anh yêu. Giác quan thứ 6 là một bộ điện ảnh kinh điển của năm 1999. Với vẻ ngoài có vẻ là một bộ phim kinh dị giật gân, nhưng thực ra bộ phim lại chứa chan tình cảm gia đình. Bác sĩ mà còn tưởng chừng như đang cứu rỗi cậu nhóc Côn, nhưng thực ra đây lại là quá trình hòa giải của chính bản thân anh. Liệu có phải cậu bé đã biết anh chính là một linh hồn ngay từ đầu rồi không? Hãy xem bản đầy đủ của bộ phim để tìm ra đáp án nhé!